Chào Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ gọi là tâm sự với mọi người một chút xíu và nói về một vấn đề, một sản phẩm mà có lẽ là các bà mẹ có em bé đều sử dụng sản phẩm này. Nhưng mà lâu lâu Thanh lại nghe được những câu hỏi như là: Thanh ơi, cái này sử dụng cho bé từ mấy tháng? Em bé của chị bao nhiêu đây tháng, sử dụng bao nhiêu được em? Hay là em bé của chị sử dụng được chưa? Hay là em bé của chị nó bị cái này sử dụng được không? Thì hôm nay Thanh sẽ nói rõ hơn về mọi cái cho mọi người nha. Thì cái Thanh đang cầm trên tay thì Thanh cho mọi người xem sơ nó cái nha. Đây. Cái này chắc mọi người không hề lạ luôn đối với em bé đúng không? Đây là thuốc ho của Brosban. Nhưng mà cái thuốc ho này Thanh đang cầm trên tay là thuốc ho của Úc, Brosban của Úc chứ không phải là Brosban Đức hay là Brosban của Việt. Thì Thanh thường thì Thanh cái thuốc ho Brosban này bên Thanh thì khá là chạy với các mẹ luôn. Nhưng mà có những hôm mà có các mẹ hỏi thì Thanh giải thích rất nhiều rồi, nhưng mà Thanh nghĩ chắc cũng còn nhiều mẹ còn chưa có thực sự mà gọi là nắm rõ cái công dụng cũng như là cái sản phẩm của mình xài như thế nào. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người rõ hơn ha. Cái Thanh đang cầm trên tay á, là Brosban for Children Chesty Cough Relief. Mọi người có thể nhìn ở đây có cái chữ cái hàng đỏ đỏ này nè. Đây. Đây là chesty cough. Chesty cough có nghĩa là cho bé bị ho đàm. Ho đàm gọi là chesty cough, còn ho khan gọi là dry cough. Nên nhiều khi các mẹ chỉ nói là Thanh ơi, con bị ho rồi, lấy chị một hộp Brosban đi. Nhưng mà các mẹ quên nói là bé bị ho khan hay ho đàm hay như thế nào. Thì thường bên Thanh sẽ hỏi các mẹ rất là kỹ là bé bị ho như thế nào chị, bị ho nhiều chưa, bé bắt đầu ho từ hôm nào, đã sử dụng những sản phẩm gì chưa. Thì bên Thanh mới tư vấn rồi mới gửi hàng cho các chị, chứ không có mà các chị cứ kêu là Thanh cứ gửi liền. Hoặc là những như các chị mà đã tìm hiểu kỹ rồi, có khi là các chị có những mà là kiến thức cao hơn Thanh luôn, đã từng mua bên Thanh rồi thì các chị kêu là Thanh sẽ gửi liền. Nhưng mà cũng có những chị là chưa có rành thì Thanh xin giới thiệu hơn thêm á. Thường đó thì đồ Úc của chúng ta đó dùng tiếng Anh nên chúng ta cũng dễ dàng để mà đọc hơn, những cái sản phẩm của như là sản phẩm Đức đồ như thế nào đó thì nó hơi khó đọc chút xíu là mình không biết tiếng Đức. Còn tiếng Anh thì mình thấy rất là dễ luôn. Giống như ở đây Thanh để là Chesty Cough có nghĩa là ho đàm, còn dry cough là ho khan. Cho các mẹ nào mà nếu mà con bị ho đó mà nghe trong tiếng ho của con có đàm á thì mình mới sử dụng cái Chesty Cough này. Ở đó Thanh cũng có cái dry cough nhưng mà giờ để đâu rồi, Thanh tính làm cho mọi người, Thanh chỉ cầm cái này trên tay thôi để mà có cái cầm trên tay thôi. Và đặc biệt nữa đó thì cái Brosban của Úc này chúng ta sẽ không cần uống nhiều như của Việt Nam mình. Ở đây nhà sản xuất có ghi là dưới 2 tuổi thì là 2.5ml 2 lần một ngày, và từ 2 tuổi đến 5 tuổi là 2.5ml 3 lần một ngày, và từ 6 tuổi tới 9 tuổi là 5ml 3 lần một ngày, 9 tuổi tới 16 tuổi là 5ml 3 lần một ngày, và khi người lớn luôn thì từ 5 tới 7.5ml và 3 lần một ngày thôi. Nên là mình không phải uống nhiều cái này quá. Và đặc biệt nữa là cái Brosban này của chúng ta đó, Thanh thấy là khá là nhạy luôn. Tại bé của Thanh là một cái fan cuồng của việc ho hay sao, mỗi lần mà thay đổi thời tiết nè, hoặc là mỗi lần Tết đến xuân về, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa tươi mát có phấn hoa là em sẽ bị dễ bị ho, em bị dị ứng. Em của Thanh là bị xuyễn nhũ nhi, hiện tại em mới có 2 tuổi, gần 2 tuổi rưỡi thôi, nên vẫn dễ bị xuyễn, dễ bị dị ứng mũi lắm, nên em rất hay bị ho luôn. Thường bình thường là chừng tuần 2 tuần là Thanh sẽ nghe em ho khục khặc 2-3 tiếng. Nên cái việc mà trong nhà của Thanh, trong tủ thuốc của Thanh và trong tủ lạnh của Thanh luôn luôn có cái Brosban này, tại vì á mỗi lần em khục khặc 2-3 tiếng cho em uống chừng một ngày à, không phải một ngày, uống chừng một cử là nó dịu dịu lên là không nghe. Nhưng mà Thanh thường cho uống một ngày cho tới 2 ngày rồi Thanh lại ngưng, chứ Thanh không có sử dụng nhiều quá. Nhưng mà cứ chừng 1-2 tuần thì khi mà em lại có khục khặc như thế thì Thanh lại cho em dùng Brosban này, Thanh thấy là rất là hiệu quả luôn. Có lẽ là nhạy cảm với lại bé của Thanh, nhưng mà nhiều mẹ cũng đã sử dụng như thế thì Thanh thấy là cái cách này sử dụng cũng khá là ok, nên Thanh cũng muốn giới thiệu với mọi người. Cái
Express Pan thì chúng ta có thể để ở bên ngoài với lại 30 độ C thôi, cao nhất là 30 độ C. Mà mọi người thấy là chịu nóng là khá lắm. Bình thường thì mọi những sản phẩm khác chừng 20-25 thôi, còn cái anh này anh chịu được tới 30 độ C, có nghĩa là trời cũng khá nóng, anh ấy vẫn chịu được. Nhưng mà nóng hơn thì không tốt, và để ở nơi mà ánh sáng chiếu vô, mặt trời chiếu vô cũng không tốt nha mọi người nha. Đặc biệt là không để những nơi ẩm ướt, tại vì những cái sản phẩm thuốc của chúng ta mà để những nơi ẩm ướt á thì thường á là sẽ làm cho biến chất sản phẩm. Thì cái đáp hiện tại đáp bên Thanh là sao, tích tắc luôn. Cái đáp Thanh đang cầm là tháng 3 năm 2022, nghĩa là bây giờ mình mới bước vô đầu tháng 4 năm 2020 là đáp còn hẳn là 2 năm luôn. Nên mình có mua dự trữ để sẵn trong nhà cũng không có lo là đáp nhanh nha mọi người. Ở trong đây thì có một cái tờ hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết và thành phần, rồi rất tần tật các thông tin bằng tiếng Anh ở đây cho mọi người nha. Rồi ngon thuốc bên trong là như thế này, cũng có một cái nắp, một cái chung để uống thuốc đo ml. Đây, cái lọ Thanh đang cầm là lọ 100ml, bên Thanh cũng có sẵn lọ 200ml luôn. Nếu mà bé nào đang điều trị ho đó thì có thể sử dụng một lọ 100ml, 200ml, hoặc là nhà nào mà có từ 2 tới 3 bé thì nên sử dụng lọ lớn, nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều luôn. Còn nhà nào mà chỉ có một em bé và ho ít thì chúng ta dùng một cái lọ 100ml là được rồi, không cần nhiều quá. Và sau khi chúng ta khui cái lọ này ra, sau lần mở nắp đầu tiên thì chúng ta sẽ ghi cái ngày mà chúng ta mở nắp ở trên cái lọ này là cách tốt nhất để chúng ta nhớ. Và sau khi mở nắp thì chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 3 tháng rồi mọi người nha. Nếu qua 3 tháng thì chúng ta nên bỏ đi và sử dụng lọ khác để mà có cái hiệu quả tốt nhất. Tại vì sản phẩm mà chúng ta không nên để những cái thuốc này không thể uống quá 3 tháng. Và ở đây thì nhà sản xuất cũng có ghi là khi mà mở nắp rồi thì không nên để quá 3 tháng. Nếu mà nhà chúng ta mà nóng quá đó thì chúng ta có thể để trong ngăn mát tủ lạnh. Còn nếu mà nhà chúng ta không khí mát mẻ bình thường đó, thì chúng ta có thể để ngoài, không cần để tủ lạnh mọi người nha. Thì hôm nay Thanh Mai giới thiệu sơ sơ về cái Fresh Palm này ở đây. Mọi người nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì Thanh có ghi trên Facebook, Instagram rất nhiều thông tin mọi người có thể tìm hiểu. Và là muốn đặt hàng thì có thể nhắn qua cho Thanh nha. Bye bye mọi người.